Một ngày càng quét khu ẩm thực trong Elmon. Đố mọi người hôm nay tôi sẽ ăn gì? Hello mọi người, lại là Bảo đây. Quá nhiều yêu cầu kêu tôi càng quét khu ẩm thực trong Elmon. Thì để chiều lòng mọi người thì hôm nay tôi đã có mặt tại Eon Tôn Phú rồi nha. Let's go đi thôi nào. Gần Tết rồi nên trong đây cũng trang trí Tết khá là nhiều. Khi mà vô khu ẩm thực trong đây là hằng hà món để cho mọi người lựa chọn nha. Đầu tiên thì tôi sẽ đáp lại tại cái quầy sashimi và sushi Nhật. Sushi ở đây khá là nhiều loại, dao động từ 5-15 cành một cái. Ngoài ra thì người ta còn đóng sẵn cho mình mấy cái loại set theo hộp nữa. Ai mà vừa muốn ăn sashimi kết hợp với lại sushi á thì mình ăn theo set đi cho nó tiện. Lấy hộp này hay lấy hộp này bây giờ ta? Thôi quyết định lấy hộp này. Không rồi thì tôi di chuyển qua cái quầy gà rán. U là trời, sao mà nhiều loại quá, biết chọn loại nào đây. Mọi người coi mấy cái đùi gà xem nó bự chưa nè. Tiếp theo là đáp lại tại cái quầy bánh ngọt. Thề với mọi người mỗi lần mà đi ăn tôi sẽ đều vô trong đây, tại vì bánh ngọt trong đây rất rẻ nha. Mỗi chiếc bánh chỉ dao động từ 15-30 cành hà mà tao nói nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Từ bánh ngọt cho tới bánh mặn vô cùng là phong phú, tha hồ mà vô đây lựa chọn. Ta nói cái nết nhây đi tới đâu cũng nhây hết trơn. Mid range bánh ngọt. Trời ơi, đi mua đồ mà còn gặp mấy bà bèo xin chụp hình nữa. Ngại ghê. Và đây là tổng thiệt hại của ngày hôm nay của tụi tôi đi chợ nè. Cái món mà hôm nay tôi mua là có một cái set sushi, một phần salad tôm, hai cái đùi gà sốt xát xíu với lại một đống bánh ngọt. Và để ăn với các món ngày hôm nay thì tôi có mua ba loại nước sốt của Kebi. Bây giờ thì bắt đầu vô bữa tiệc thôi nào. Đầu tiên thì tôi sẽ ăn món cơm cuộn rong biển. Ăn chung với món này tôi sẽ chọn nước chấm hương vị quả su su và tắc. Rưới nước sốt trực tiếp vào trong cơm. Ta nói cái nước sốt có mùi thơm của quả su su với lại có vị chua thanh của tắc. Ăn chung với lại cái cơm cuộn rong biển này rất là hợp nha. Phần cơm dẻo bên trong thì có lươn với lại trứng cá ăn nó béo béo. Sốt này mình có thể ăn chay được luôn nha. Tiếp theo ăn tới là món salad tôm. Sốt ăn với salad thì tôi sẽ chọn sốt mè rang, phi ớt và phô mai. Dạo này người tôi nóng quá phải ăn nhiều rau để bổ sung chất xơ. Bình thường tôi là đứa rất là lười ăn rau, nhưng mà trộn cái sốt mè rang này vô salad á ăn ngon hơn nhiều. Sốt có mùi thơm của mè rang và một xíu béo ngậy của phô mai và một xíu cây nồng của ớt. Bây giờ thì tôi sẽ ăn tới các món cơm cuộn. Thường á thì ăn đồ Nhật thì người ta sẽ ăn nước tương với lại mù tạt, nhưng mà tôi thì hay ăn với lại sốt mè. Nó cái mùi sốt mè nó thơm lừng à. Nước sốt nó có độ chua nhẹ nên là khi mà ăn chung với cơm á nó không có bị ngán. Và hiện tại là cái combo 3 chai sốt mè này của Kebi á đang có chương trình là mua 2 tặng 1 với mức ưu đãi hấp dẫn lắm nha mọi người. Nãy giờ mình toàn ăn đồ mặn không mà bây giờ mình chuyển sang đồ ngọt nha. Bánh trà xanh này tao nói bên ngoài cái vỏ bánh nó mềm và bên trong cái nhân kem nó thơm. Giá có 15 cành một cái hả mọi người, nhưng mà ăn hơi bị mau ngán. Nói chung vì giá và chất lượng thì tôi thấy như vậy là quá là ổn rồi, không có dám đòi hỏi cao.